chúng ta sẽ cùng chào đón thí sinh đầu tiên dự thi phần trình diễn trang phục truyền thống, thí sinh Đặng Hồng Ngọc, số báo danh 05, đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên. Năm nay, Hồng Ngọc 25 tuổi. Thí sinh Đặng Hồng Ngọc đang trình diễn bộ trang phục dân tộc Thái, ngành Thái trắng. Quý vị đang được ngắm nhìn bộ trang phục truyền thống dân tộc Giao Tiền do thí sinh Cà Thị Tâm, số báo danh 26 trình diễn. Cà Thị Tâm đến từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, sinh năm 1993. Số báo danh 07 đến từ Lai Châu, Xin Thị Thủy. Năm nay, Xin Thị Thủy tròn 22 tuổi. Cô đang trình diễn bộ trang phục dân tộc Thái, ngành Thái trắng. Sinh năm 1993, đến từ tỉnh Phú Thọ, thí sinh Nguyễn Thị Ánh Vân mang số báo danh 28, thí sinh đang trình diễn bộ trang phục dân tộc Mông. Trong bộ trang phục dân tộc Khơ Mú, chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho phần thi của thí sinh Nguyễn Thị Thùy, số báo danh 42, đến từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên. Nguyễn Thị Thùy sinh năm 1991. Chào đón đại diện đến từ tỉnh Sơn La, thí sinh Lò Thị Nhài, số báo danh 39, tròn 23 tuổi, thí sinh đang trình diễn bộ trang phục truyền thống dân tộc Giao Tiền. Số báo danh 66, Chu Thị Hòa, một đại diện của tỉnh Điện Biên, sinh năm 1990. Hiện nay cô đang trình diễn bộ trang phục dân tộc Thái, ngành Thái trắng. Vượt qua một quãng đường dài để đến với cuộc thi Người đẹp Hoa Ban, đó là thí sinh Lê Thị Hà Thu, số báo danh 61, đến từ tỉnh Hà Giang, huyện Xín Mần, sinh năm 1992, tròn 25 tuổi. Thí sinh Lê Thị Hà Thu đang trình diễn bộ trang phục dân tộc La Chí. Tiếp theo, phần trình diễn của thí sinh Nguyễn Thị Hiên, số báo danh 118, đến từ tỉnh Phú Thọ. Năm nay, Nguyễn Thị Hiên 25 tuổi và cô đang trình diễn bộ trang phục dân tộc Tày. Trân trọng cảm ơn sự cổ vũ của toàn thể quý vị đã dành cho các thí sinh của chúng tôi. Và bây giờ, hãy cùng chào đón số báo danh 145, thí sinh Tòng Thị Bương, đến từ huyện Nậm Bồ, tỉnh Điện Biên. Tòng Thị Bương tròn 25 tuổi, đang trình diễn bộ trang phục dân tộc Mông, ngành Mông Đỏ.
sinh năm 1995, chúng ta sẽ cùng chào đón phần dự thi của thí sinh Chu Thị Dung, số báo danh 16, một đại diện đến từ thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Chu Thị Dung đang trình diễn bộ trang phục dân tộc Thái, ngành Thái trắng. Cùng tiến lên sân khấu lúc này là thí sinh Nguyễn Thị Kiều Trinh, số báo danh 35, đến từ tỉnh Phú Thọ. Nguyễn Thị Kiều Trinh năm nay tròn 20 tuổi và quý vị đang được theo dõi phần trình diễn bộ trang phục dân tộc Giao Tiền. Phần dự thi của Trần Thị Phương Anh, số báo danh 72, một đại diện của thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, sinh năm 1994. Phương Anh đang trình diễn bộ trang phục dân tộc Thái, ngành Thái đen. Thí sinh Ngân Thị Mỹ Hạnh, số ba danh 09, đến từ tỉnh Sơn La, tròn 22 tuổi. Thí sinh Ngân Thị Mỹ Hạnh đang trình diễn bộ trang phục dân tộc Mông, ngành Mông xanh. Số báo danh 96, Soi Kim Quyên, đại diện của tỉnh Điện Biên. Năm nay Soi Kim Quyên 18 tuổi và Kim Quyên đang trình diễn bộ trang phục dân tộc Thái, ngành Thái đen. Sinh năm 1991, đến từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, là thí sinh Trần Thị Thương với số báo danh 55, đang trình diễn bộ trang phục dân tộc Giao Tiền. Trong phần trình diễn bộ trang phục của dân tộc Lự, chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho phần dự thi của thí sinh Lò Thị Nhu, số báo danh 03, đến từ tỉnh Lai Châu. Lò Thị Nhu sinh năm 1995. Đến từ huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, là thí sinh Vũ Thị Hoài, năm nay tròn 20 tuổi, mang số báo danh 122. Thí sinh Vũ Thị Hoài đang trình diễn bộ trang phục dân tộc Mông, ngành Mông trắng. Đang tiến lên phía trước, chúng ta sẽ cùng chào đón số báo danh 19, Phạm Thị Thảo Nguyên, đến từ huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Năm nay Thảo Nguyên 22 tuổi và cô đang trình diễn bộ trang phục dân tộc Mông, ngành Mông đỏ. Vũ Hồng Vân, số báo danh 90, đến từ tỉnh Phú Thọ. Hồng Vân tròn 21 tuổi và cô đang đem đến cho cuộc thi trang phục đồng bằng Bắc Bộ. Số báo danh 20, đến từ tỉnh Sơn La, Quang Thị Thảo, năm nay 21 tuổi. Cô đang trình diễn bộ trang phục dân tộc Thái, ngành Thái đen. Đến từ trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Điện Biên, tròn 25 tuổi, đó là sự xuất hiện của thí sinh Đỗ Thị Lâm Trang, số báo danh 75. Lâm Trang đang trình diễn bộ trang phục dân tộc Mông, ngành Mông đen.
Tiếp theo là thí sinh Lò Thị Lợi, số báo danh 22, đến từ huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Cô đang trình diễn bộ trang phục dân tộc Thái, ngành Thái trắng. Thưa quý vị, xin mời quý vị hãy cùng chào đón thí sinh Chu Mì To, số báo danh 12, đến từ tỉnh Lai Châu, năm nay tròn 22 tuổi. Và thí sinh Chu Mì To đang trình diễn cho mình bộ trang phục dân tộc Hà Nhì Hoa. Số báo danh 46, một đại diện của tỉnh Điện Biên, Lương Thị Thanh Lâm, sinh năm 1999, đang trình diễn bộ trang phục truyền thống dân tộc Thái đen cổ. Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhau ngắm nhìn bộ trang phục của dân tộc Lô Lô đang được trình diễn bởi thí sinh Lưu Thị Hòa, số báo danh 50, đến từ Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, sinh năm 1992. Trang phục của dân tộc Pà Thèn, chúng ta cùng chào đón thí sinh Hà Thị Thơm, số báo danh 84, đến từ Sơn La. Năm nay Hà Thị Thơm 25 tuổi. Sinh năm 1999, hiện đang là học sinh trường Trung học Phổ thông thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Quý vị đang được chào đón sự xuất hiện của thí sinh Quang Thị Phương Hồng, số báo danh 37. Phương Hồng đang trình diễn bộ trang phục dân tộc Thái cổ, ngành Thái đen. Phần dự thi của thí sinh 19 tuổi đến từ Phú Thọ, Nguyễn Thị Phương Hà, số báo danh 15. Phương Hà đang trình diễn bộ trang phục của dân tộc Cao Lan. Số báo danh cuối cùng 109, thí sinh Lò Thị Oánh, đến từ huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, sinh năm 1990, hiện đang trình diễn bộ trang phục dân tộc Hà Nhì Hoa.